chan. Giờ này 5 giờ sáng rồi, ăn cơm thôi. Ăn sáng thôi. Ăn sáng thôi nha. Giờ này 5 giờ sáng rồi. Ăn sáng thôi. Ăn sáng thôi. Giờ này 5 giờ sáng rồi. Ăn sáng thôi. Thôi, ăn đi thôi. Ăn nghiêm dục rồi. Thôi, ăn nghiêm thôi. Ăn nghiêm thôi. Ăn nghiêm dục rồi. Được rồi. Giờ con gái ăn ít thôi. Đừng có ăn nhiều. Ăn nhiều không có eo. Ăn ít giữ eo. Ăn nhiều được rồi. Ăn nhiều được rồi. Phúc Phượng ơi, Phúc Phượng đang làm gì đó? Phúc Phượng đang ăn cơm. Chín. Ăn cơm với Út nè. Cái tô này nó bự dữ gì ta? Cho mình nó nặng quá vậy. Mắm chấm đỗ hành. Út Phượng ăn ít thôi nè. Ăn ít thôi. Ăn sáng với Út Phượng. Cái chô này nó nhỏ quá à, Út mỏi tay quá. Ăn sáng với Út Phượng. Con gái ăn ít thôi. Hãy subscribe.
Cái thang của mẹ ra mặt cho con làm vậy đó mà. Ngon quá Út ơi. Cho các con mỗi đứa miếng. Rồi xong. Hết à. Đang làm gì vậy? Ở quận đang đang ăn cửa hàng, ăn cửa hàng, ăn cửa hàng. Mà cười chấm nước mắm.